Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Đài Siena dẫn lời một số nhà phân tích nhận định, trong khi các đồng minh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có thể cùng nhau vật lộn với những yêu cầu từ phía Tổng thống đắc cử Donald Trump, thì vị thế của Hàn Quốc lại khó khăn hơn nhiều. Không có các đồng minh nằm bên cạnh, Hàn Quốc phải đơn độc đối đầu với Triều Tiên, quốc gia được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân chiến thuật trong khi mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản cũng không tốt do những mâu thuẫn trong lịch sử. Chính điều này khiến Hàn Quốc có thể trở thành quốc gia chịu tác động nhiều nhất khu vực Đông Á sau khi ông Trump chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống mới của mình. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống vừa qua, ông Donald Trump đã mô tả quan hệ liên minh Mỹ-Hàn là một thỏa thuận không công bằng đối với Washington. Tổng thống đắc cử của Mỹ cũng hứa sẽ bắt Seoul trả 10 tỷ đô la Mỹ để giữ chân 28.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc. Vì vậy, các quan chức và người dân Hàn Quốc lo ông Trump có thể rút quân đội Mỹ khỏi lãnh thổ nước này, bỏ lại Seoul một mình đối đầu với Triều Tiên, đặc biệt trong bối cảnh những căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên đang tăng cao. Ông Lee byung chu một chuyên gia về Triều Tiên tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông ở Seoul nói, quan hệ Hàn Quốc-Mỹ sẽ đi vào dòng bão, nhưng chúng ta có thể sẽ thấy ông Kim Jong-un và ông Trump sẽ nối lại tình xưa một lần nữa. Thậm chí, giới quan sát dự đoán ông Kim có thể mặc cả với Washington nhiều hơn so với những cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên trong nhiệm kỳ trước của ông Trump, nhất là khi Triều Tiên đã mở rộng kho vũ khí. Chỉ trong năm nay, Triều Tiên đã ký hiệp ước phòng thủ chung với Nga và các quan chức ở Washington, Seoul và Kiev cho biết Bình Nhưỡng đã phái hàng nghìn binh sĩ đến hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga có thể làm suy yếu đòn bẩy của Washington. Nga đã cung cấp dầu và các mặt hàng nhập khẩu khác cho Triều Tiên đồng thời phủ quyết việc gia hạn một nhóm chuyên gia giám sát các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Khi Tổng thống đắc cử Trump trao đổi với Tổng thống Hàn Quốc qua điện thoại hôm 7 tháng 11, ông Trump đã thể hiện sự quan tâm đến vấn đề Triều Tiên, trong đó bao gồm các vụ thử tiên lửa gần đây và các vụ bình nhưỡng thả bóng bay chứa rác sang Hàn Quốc. Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn cũng đồng ý gặp nhau trong thời gian sớm nhất. Điều này càng khiến giới quan sát tin rằng ông Trump dành một sự quan tâm nhất định đến vấn đề bán đảo Triều Tiên Đồng thời cho thấy khả năng ông và ông Kim sẽ sớm gặp nhau để tái khởi động các cuộc đàm phán giữa hai bên. Theo giới phân tích, ông Donald Trump lên nắm quyền có thể sẽ xây dựng một chính quyền mới khác biệt so với chính quyền của tổng thống Biden. Đội ngũ của ông cũng khẳng định chính quyền lần này sẽ có những thay đổi lớn và không giống với chính quyền đầu tiên của ông hồi năm 2016. Tổng thống đắc cử sẽ có 75 ngày để xây dựng đội ngũ trước khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 ông Trump sẽ phải bổ nhiệm khoảng 4.000 vị trí trong chính phủ. Trong đó, khoảng 1.200 vị trí cần sự phê chuẩn của Thượng viện Mỹ. Việc Đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện sẽ giúp quá trình phê chuẩn này diễn ra thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, vào đêm chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông Donald Trump tuyên bố rằng đã đến lúc đoàn kết và gạt bỏ những chia rẽ trong 4 năm qua lại phía sau. Nhưng chỉ 55 giờ sau đó, ông Trump một lần nữa cảnh báo sẽ điều tra những người khiến ông tức giận ngay khi lên nắm quyền. Liệu khi lên nắm quyền, ông Trump có thực hiện điều đó cùng những cảnh báo khác về việc truy tố những người đối đầu hay không? Câu trả lời hiện chưa rõ ràng. Theo các nhà phân tích chính trị, đôi khi ông Trump chỉ nổi giận đe dọa vậy mà không hành động, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Và ông đã dành phần lớn chiến dịch tranh cử tập trung vào việc đòi trả đũa tất cả những người mà ông tin rằng mình đã bị đối xử bất công. Điều này khiến cả đồng minh và đối thủ của ông đều cảnh báo về một làn sóng đắp trả sau khi ông nhậm chức trở lại vào tháng 1 năm 2025. Phần lớn lực lượng lao động liên bang đang trong tình trạng căng thẳng và chuẩn bị tinh thần cho khả năng họ có thể bị sa thải khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Các viên chức tại Lầu Năm Góc cũng có thể sẽ phải trải qua các cuộc kiểm tra lòng trung thành. Đồng minh của ông Trump công khai ủng hộ việc sử dụng các xác lệnh hành pháp và thay đổi quy định để thay thế hàng nghìn công chức, viên chức bằng các đồng minh bảo thủ. Văn phòng của ông Trump đã không trả lời yêu cầu bình luận về việc liệu ông có thực hiện các tuyên bố trong chiến dịch tranh cử của mình hay không. Nhưng một số cố vấn cho biết, không ai ngạc nhiên nếu ông làm vậy. Một người hiểu rõ suy nghĩ của Tổng thống đắc cử cho biết, ông Trump không tin vào sự tha thứ và bỏ quà. Ông là người hay đáp trả và ông đang sôi sục về những gì đã xảy ra với mình trong 4 năm qua. Danh sách những người hoặc tổ chức mà ông Trump xác định để điều tra trong chiến dịch tranh cử của mình rất dài và đa dạng. Tổng cộng có thống kê hơn 100 đối tượng như vậy. Ông Trump đã tuyên bố sẽ chỉ định một công tố viên đặc biệt thực sự để truy tố ông Biden và gia đình ông và nói rằng bà Harris nên bị truy tố vì những hành động của bà về chính sách biên giới. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đăng bài trên mạng hội X vừa qua. Bất cứ thượng nghị sĩ Cộng hòa nào muốn giành được vị trí lãnh đạo đáng mơ ước tại Thượng viện Mỹ đều phải đồng ý với quy trình bổ nhiệm giữa hai kỳ họp khi Đảng Cộng hòa đã giành thế đa số tại Thượng viện và ông đang chuẩn bị đề cử các vị trí vào nội các mới của mình. Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đang ganh đua để trở thành lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, vị trí sẽ nắm quyền lực đáng kể khi Thượng viện khóa mới bắt đầu họp từ tháng 1 năm 2025. Theo hiến pháp Mỹ, Thượng viện phải phê chuẩn đề cử của tổng thống đối với các vị trí cấp cao như trong nội các và các cơ quan tư pháp. Tuy nhiên, điều khoản bổ nhiệm giữa hai kỳ họp cho phép tổng thống nhanh chóng đưa người vào vị trí đang trống mà không cần Thượng viện phê chuẩn nếu viện này đang trong thời gian không họp. Để tránh bị nhà trắng qua mặt, các thành viên Thượng viện thường áp dụng một số thủ thuật nghị viện tổ chức các phiên họp mang tính hình thức khi thời gian giữa hai kỳ họp kéo dài. Phe dân chủ chiếm thế thiểu số tại thượng viện từ đầu năm sau có thể vận dụng thủ thuật này để ngăn ông Trump bổ nhiệm thành viên nội các mà không cần quốc hội phê chuẩn. Hưởng ứng lời kêu gọi của ông Trump, ba ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo đảng cộng hòa tại thượng viện đều bày tỏ ủng hộ đề xuất này ở các mức độ khác nhau. Ông Rick Scott, thượng nghị sĩ bang Florida tuyên bố hoàn toàn ủng hộ ông Trump và cam kết đẩy nhanh quá trình phê chuẩn. Ông John Thun, thượng nghị sĩ bang Nam Dakota, ủng hộ mọi phương án để đưa người được đề cử vào vị trí nhanh nhất có thể. Trong khi đó, thượng nghị sĩ bang Texas, ông John Cornyn tuyên bố sẽ họp liên tục, kể cả cuối tuần, nếu đảng Dân chủ cố tình cản trở các đề cử nhân sự của ông Trump. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cũng yêu cầu dừng mọi đề cử tư pháp đang chờ xử lý, cho rằng không thể chấp nhận việc đảng Dân chủ cố gắng đưa thẩm phán của họ vào trong lúc đảng Cộng hòa đang tìm kiếm vị trí lãnh đạo. Dưới thời tổng thống Joe Biden, đảng Dân chủ đã kiểm soát thượng viện và thúc đẩy bổ nhiệm hàng trăm thẩm phán liên bang nhằm cân bằng với làn sóng thẩm phán bảo thủ mà ông Donald Trump đã bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cũng kêu gọi thượng viện dừng phê chuẩn mọi đề cử thẩm phán từ nay đến lúc ông nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Thất bại của bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 khiến nội bộ Đảng Dân chủ hỗn loạn, hiện đang dấy lên nhiều chỉ trích về việc ai phải chịu trách nhiệm cho thất bại. Người Mỹ có nhiều ý kiến khác nhau. Bà Harris là một ứng cử viên không đủ tiêu chuẩn với một chiến dịch được xây dựng sơ sài. Bà không tiết lộ lập trường chính sách của mình, e ngại rằng chúng quá cực đoan đối với hầu hết người dân Mỹ. Bà cũng chưa bao giờ thể hiện đúng con người thật của mình, luôn cố gắng tạo dựng một hình ảnh khác chính mình. Cách thức mà bà Harris đặt chân vào cuộc đua này cũng là một điều đáng nói. Từ năm 2022 đến năm 2024, rõ ràng Tổng thống Joe Biden đã gặp những khó khăn trong công việc điều hành đất nước. Giọt nước tràn ly là màn thể hiện thua kém của ông trong cuộc tranh luận với ông Donald Trump vào tháng 6 năm 2024, khi quyết định thay ngựa giữa đường, Đảng Dân chủ chỉ còn tầm 4 tháng để tìm một ứng cử viên khác. Họ đã chọn Phó Tổng thống Kamala Harris, mặc dù bà nhận được rất ít sự ủng hộ từ các đảng viên Đảng Dân chủ. Một số người vẫn ủng hộ ông Biden và một vài ứng cử viên tiềm năng khác. Bà Harris có mặt trong cuộc đua này không phải vì cử tri lựa chọn bà, mà vì Đảng Dân chủ đã lựa chọn. Sau khi trở thành ứng cử viên của Đảng Dân chủ để đối đầu với ông Donald Trump, hồ sơ năng lực của bà Harris ở ghế phó tổng thống lập tức rơi vào tầm ngắm. Các phương tiện truyền thông bắt đầu chĩa mũi dù về phía bà Harris. Dù là phó tướng của ông Biden, bà Harris vẫn bị nhân viên của ông xa lánh. Họ không coi bà là người có thể thúc đẩy chương trình nghị sự của ông. Ngay từ đầu, chiến lược vận động tranh cử của bà Harris đã không đả động gì đến chương trình nghị sự chính sách để tránh sự soi mói của truyền thông và sự giám sát của cử tri. Nói đúng ra là dường như bà ấy không có chương trình nghị sự chính sách có lẽ vì việc trở thành ứng cử viên tổng thống là một điều hoàn toàn bất ngờ, khiến bà không có sự chuẩn bị trước. Bà Harris không cho cử tri thấy được quyết sách cụ thể để giải quyết các thách thức hiện tại của Mỹ nếu bà đắc cử. Bên cạnh đó, bà Harris đã tập trung quá nhiều vào việc công kích ông Trump. Có lẽ chính việc biến ông Trump trở thành tâm điểm trong các thông điệp tranh cử đã làm hỏng chiến dịch của bà. Bà Harris liên tục gọi tên ông trên các phương tiện truyền thông, bà đã vô tình tạo ra đồng cảm của các cử tri đối với ông Trump, đặc biệt là sau hai mưu đồ ám sát nhằm vào ông cử tri đã chán ngán với các thông điệp chống lại ông Trump của bà và những người ủng hộ ông Trump thì lại càng trở nên hăng hái hơn. Theo Reuters, tỷ phú Elon Musk mới đây yêu cầu các đối tác cung ứng thiết bị Internet vệ tinh Starlink chuyển dịch sản xuất từ Đài Loan, Trung Quốc sang Việt Nam. Nguyên nhân là do lo ngại rủi ro về địa chính trị. Cụ thể, theo thông tin từ Reuters, đối tác Đài Loan Trung Quốc là Winston northwest Corporation, chuyên cung ứng linh kiện cho SpaceX, đang tiến hành sản xuất bộ định tuyến và thiết bị mạng dành cho Internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Musk ở một nhà máy tại tỉnh Hà Nam của Việt Nam. Rother cũng nhấn mạnh, nhà máy tại Hà Nam có kế hoạch tăng ít nhất gấp đôi lực lượng lao động 3.000 người hiện nay. Bên ngoài nhà máy, từ hồi giữa tháng 10 đã xuất hiện một số băng rôn tuyển lao động. Trong khi đó, báo cáo thường niên của WNC thừa nhận, trước những rủi ro địa chính trị và nhu cầu thay đổi liên tục của khách hàng, chúng tôi đã tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất toàn cầu. Nguồn tin còn cho biết một nhà cung cấp và sản xuất linh kiện vệ tinh khác của SpaceX là Universal Microwave Technology cũng đã đầu tư vào một nhà máy tại Việt Nam trong năm 2024. Theo công ty Stenmark Technology, nhà cung cấp vật liệu hàn cho bảng mạch in cũng là đối tác cung ứng linh kiện cho SpaceX. Họ sẽ chi 5 triệu đô la Mỹ để xây dựng một cơ sở sản xuất tại Việt Nam. Trước đó, Tổng bí thư Tô Lâm tiếp ông Tim, phó chủ tịch cấp cao SpaceX, tập đoàn hàng đầu thế giới về cung cấp tàu vũ trụ, dịch vụ phóng vệ tinh và truyền thông vệ tinh. Tại buổi tiếp, ông Tin cho biết SpaceX đã khởi động các dự án Internet vệ tinh từ cách đây 5 năm và hiện đang có hơn 6.000 vệ tinh ở quỹ đạo thấp. Các vệ tinh của SpaceX hiện nay có thể cung cấp Internet gần như tại mọi nơi trên trái đất. Đánh giá Việt Nam là thị trường rất tiềm năng đối với kế hoạch phát triển Internet vệ tinh của SpaceX, ông Tin cho biết tập đoàn có kế hoạch đầu tư 1,5 tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam trong thời gian tới. Nguồn tin cho biết, việc những đối tác chuyển dịch hoặc mở rộng sản xuất sang việt nam phần lớn do yêu cầu của spx